Đây, qua luôn. Đúng không? Hoa sơn điền trang. Hả? Gì? Phía trang ngồi gì vậy? Ngồi đây hả? Xíu. Xíu. Thôi giờ luôn đi. À. Là mấy chỗ đầu tiên khi bạn vô hoa sơn điền trang. Đông quá các bạn. Đó. Đóng mặt chưa? Đông quá sao vô? Trời ơi, mấy chị mặc váy ở dưới quá trời luôn kìa. Đi lên đây. À. Ủa sao lên đó được hay vậy? Ê, em lên đó đi, anh đứng đây anh chụp xuống cho. À ra vậy. Rồi các bạn chụp hình rồi trời. Trên đây trồng rau nè. Đẹp nha. Xếp hàng không? Cây đa ngàn năm. Em chưa thấy. Anh vẫn chưa thấy cây đa đâu. Cây đó hả? Không có cây. Nó mấy cây đa đó có nhiều lá đó. Anh cây bự trắng không? Chắc vậy. Rồi nhảy vô. Ê lát đi lên mặt lắm á. Vườn hồng cỏ. Cỏ. Ồ cỏ hả? Lười quá hả? Lại xếp hàng nữa kìa. Ủa vậy cái bàn tay nằm đâu? Bàn tay không hả? Bàn tay ở đây đâu? Không biết. Bàn tay ở ở đây chứ đâu. Ông bé bàn tay rớt rồi. Đi tiếp đi. Trời ơi bàn tay kìa. Trời ơi. Chụp đi cho các bạn không? Không được, nó đổ lùm thôi rồi. Trời ơi, phải xếp hàng chụp ảnh. Đi đi, chụp bàn tay đi. Xếp hàng đi. Mình chụp gì đó. Mình chụp gì đó đi. Thấy mà anh được rồi, chụp đi. Rồi dễ thương. Nè, chụp gì thử đi. Tới chỗ rồi hả? Ừ, tới chỗ. À, ở đây đó hả? Chụp chưa vậy? Đồng ơi bạn ơi, mình quyết định mình bỏ cuộc. Bây giờ có một điều nan giải nữa, nhà vệ sinh cũng phải xếp hàng nữa nè. Giờ sao? Không biết hết chưa ta? Ta còn đi xuống nữa mà. Ta còn xếp hàng để chụp cái đó nữa kìa. Dạ em ơi. Dễ tay gì không? Cũng giống giống vậy thôi à. Cái đẹp lắm. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Ta đang làm chưa xong. Như kia nữa kìa. Ê, có mấy cái nhà kìa. Vô 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 không?
không ăn kem đâu. Không ăn kem hả? Đi lên đây. Không ngon mọi người yêu cũ. Gì vậy? Gì vậy? Sao bắt bia rồi nè. Ở đây có mấy cái nhà. Không biết ở trong có gì không? Đeo xích đu. Đây có cái tảng đá. Ở đây có cái hồ. Rồi nhiều quá vậy. Trong đây không? Cái đó là xếp hàng nữa. Cái này thả luôn chứ mà. Chị đừng có đặt cái đó không? Đây cái đó phải có gì chỗ nào đứng cao cao chụp mới đẹp. Ê. 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 Này ăn đâu? Này ăn đâu? Bên kia là uống cà phê nè. Đây cũng uống cà phê nè. Các bạn, đây là bậc thang mà nếu các bạn không muốn đi đường vòng, đi ngược cái đường hồi nãy mấy bạn đi xuống á, mấy bạn sẽ đi đường này, nó thẳng lên luôn, nhưng mà nó cao vãi lừa, nó cao lắm. Mệt chưa?